Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huai, tỉnh Lâm Đồng. 3 liệt sĩ được cấp bằng Tổ quốc ghi công gồm 1. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường, Trung tá Công an Nhân dân, cán bộ phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, Nguyên Quán, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 2. Liệt sĩ Lê Quang Thành, Thiếu tá Công an Nhân dân, cán bộ phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, Nguyên Quán, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 3. Liệt sĩ Lê Ánh Sáng, Đại úy Công an Nhân dân, cán bộ phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, Nguyên Quán, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó vào khoảng 14:30 ngày 30/7/2023, nhận được thông tin khu vực đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm. Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân tham gia hỗ trợ việc cứu hộ. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 chiến sĩ cảnh sát, bao gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, sinh năm 1982, Đại úy Lê Quang Thành, sinh năm 1977 và Thượng úy Lê Ánh Sáng, sinh năm 1990. Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm với Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường lên Trung tá, Đại úy Lê Quang Thành lên Thiếu tá, Thượng úy Lê Ánh Sáng lên Đại úy. Một số nguồn tin cho biết, toàn bộ diện tích trồng sầu riêng phía sau lưng chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc là đất lâm nghiệp. Do người đàn ông được gọi tên là Bi, cư trú trong miếu Ba Cô trồng từ năm 2019. Toàn bộ diện tích của chốt cảnh sát giao thông hơn 500m² và một phần nhỏ đồi sầu riêng phía sau nối liền với khuôn viên trạm là đất ngoài lâm nghiệp. Phần trồng sầu riêng của ông Bi có diện tích khoảng 1 hectare. Ông Bi dẫn nước từ các con suối về để tưới vườn sầu riêng, chứ không khoan giếng như nhiều thông tin trước đó. Trao đổi liên quan đến có phải khu vườn sầu riêng phía sau trạm là nguyên nhân chính gây sạt lở, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng không có cơ sở. Sạt lở là tổ hợp nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính do kết cấu đất ba gian và mưa lớn cực đoan gây biến đổi kết cấu chung trong khu vực. Về tính pháp lý của vườn sầu riêng trên đất rừng, cơ quan chức năng sẽ làm rõ. Trong quá trình làm rõ vụ tai nạn, tác động của vườn sầu riêng đến vụ sạt lở đất cũng sẽ được chú ý. Sáng ngày 1/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng Bộ Giao thông Vận tải cơ bản xử lý xong xuôi khối lượng đất đá giải phóng quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc sau gần 48 giờ ách tắc do sạt lở. Đoạn đường dài 50m đã được san ủi đất đá xuống ta luy âm bên đường. Cơ quan chức năng cũng giảm độ cao, tránh nguy cơ sạt lở tiếp ở khu vực đồi sầu riêng phía sau trụ sở trạm cảnh sát giao thông Madagui. Hiện hai bên đầu đèo Bảo Lộc còn hàng trăm ô tô tải, xe khách, xe máy chờ thông đèo để đi qua. Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành rà soát toàn bộ tuyến đèo và hệ thống an toàn giao thông như đèn chiếu sáng, biển cảnh báo. Khi nào thấy không còn nguy cơ sạt lở và đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ cho thông xe. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, đáng tiếc, điểm cũng phải di rời nhưng chưa sung yếu như khu vực trạm cảnh sát giao thông Madagui thì lại xảy ra sạt lở trước. Điều này cho thấy mưa lũ sạt lở đất do tác động của biến đổi khí hậu rất khó đoán định. Ông Hiệp nói, câu chuyện phòng chống sạt lở đất tới đây cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn và bản đồ sạt lở cũng phải tính toán đầy đủ các yếu tố, đặc biệt về địa chất. Nếu chỉ căn cứ vào yếu tố lịch sử chưa chắc đúng mà phải căn cứ vào địa chất thực tế và lượng mưa để tính toán các điểm sạt lở cần di dời gấp. Từ hiện trường vụ sạt lở là khu vực đất trồng sầu riêng, ông Hiệp nhấn mạnh, bất cứ thay đổi nào do tác động của con người thì thiên nhiên sẽ có những thay đổi. Với điều kiện biến đổi khí hậu, mưa lũ bất thường như hiện nay thì tất cả tác động của con người đều có thể gây ra hậu quả. Quan trọng nhất hiện nay trong phòng chống sạt lở là phải tôn trọng tự nhiên, tôn trọng thiên nhiên. Đây cũng là một trong nhiều bài học để các địa phương rút kinh nghiệm trong ứng phó với sạt lở đất. Rằng vụ sạt lở này là một bài học mới, nguy cơ mới, cần phải quyết liệt hơn và giải pháp tích cực hơn trong ứng phó với sạt lở đất. Theo ông Hiệp, một trong những nguyên nhân sạt lở ở đèo Bảo Lộc là do mưa quá lớn.
Lượng mưa 380mm trong 4 ngày liên tục, gấp 4 lần so với bình thường hàng năm. Vấn đề đặt ra là tỉnh Lâm Đồng đã có dự kiến di rời trạm cảnh sát giao thông Bà Đa Gùi vì có khả năng không an toàn. Tuy nhiên, trong các điểm có nguy cơ sạt lở cần di rời thì có nhiều điểm khác cần di rời gấp hơn, nên tỉnh đã và đang tập trung các điểm có nguy cơ cao. Trong công điện 691 CDTTG, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả đợt thiên tai mưa lớn vừa qua, đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là tại các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Kiên Giang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với các cán bộ cảnh sát giao thông bị nạn theo quy định, chỉ đạo đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân và rút kinh nghiệm về sự cố sạt lở, kiểm tra, ra soát, phát hiện, xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, có phương án chủ động đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20 và các trục giao thông chính trên địa bàn tỉnh. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương, nhất là Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương xử lý, khắc phục ngay các vị trí bị sạt lở, ngập sâu, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập úng để có biện pháp cụ thể bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, các trục giao thông chính, đặc biệt là tuyến cao tốc Dầu Dây, Phan Thiết và tuyến quốc lộ 20 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, ra soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các vùng sườn đồi dốc, bờ kè ta luy dương, đường đèo, các khu dân cư ven sông, suối nhỏ, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, lắp đặt biển cảnh báo các khu vực sạt lở có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, những ngày qua mưa lớn cũng gây ra tình trạng ngập úng, sạt lở đất ở một số nơi. Tại tỉnh Kiên Giang, mưa lớn kèm theo dông, lốc làm bị thương 13 người và hư hại 226 căn nhà, công trình công cộng, ước tính thiệt hại khoảng 8,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Huỳnh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị chủ động mở các cống trên địa bàn tỉnh và phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam, vận hành mở tất cả cửa cống cái lớn, cái bé, xẻo rô để tiêu thoát nước, chống ngập úng tại khu vực trũng thấp. Còn tại huyện miền núi Chi Tôn, tỉnh An Giang, có 14 căn nhà bị thiệt hại, khoảng 4.877 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, hàng chục km đường tỉnh qua địa bàn huyện bị ngập nặng từ 50 đến 80 cm. Giao thông gián đoạn và nước tràn vào gây ngập nhiều nhà dân. Ngoài ra, toàn huyện còn có 17 điểm trên nhiều tuyến đường bị sạt lở và hư hỏng. Riêng xã Lương Phi còn bị sạt lở đất, đá.